lòng người khó đoán. Thông thường hành vi là biểu hiện của tâm niệm. Tâm tốt thì hành vi chúng ta tốt, tâm xấu thì hành vi chúng ta xấu. Nhưng thực tế thì giữa hành vi và tâm niệm nhiều khi không tương đồng với nhau. Ví dụ, trong thâm tâm mình không ưa gì người đó, nhưng bên ngoài vẫn niềm nở ân cần. Chào bác, lâu lắm mới được gặp bác. Bác có khỏe không? Em nhớ bác quá. Ngoài miệng thì đon đả ngọt ngào, nhưng sau lưng thì nói xấu họ. Có khi trong bụng nghĩ thầm, ước gì đừng bao giờ thấy mặt người này nữa. Hoặc cha mẹ đối xử với con cái, dù trong lòng thương con đứt ruột, nhưng khi thấy con hư vẫn phải nghiêm khắc dạy bảo, phải sầy la, trách phạt. Vì không phải luôn luôn trong tâm thế nào thì hành động sẽ hiện ra thế ấy. Chúng ta phải có sự tỉnh táo, khôn ngoan để nhìn ra đâu là bản chất thực sự của con người để cư xử cho thích hợp. Nếu biết người này có tâm tốt thì mình gắn bó hơn, tin tưởng hơn. Còn nếu họ là người có tâm xấu thì mình chỉ chơi xã giao, lịch sự chứ không gắn bó thân tình, không làm ăn chung được. Người càng sống lâu trên đời thì càng trở nên dễ hoài nghi. Có thể đằng sau nụ cười hiền lành kia ẩn giấu một tâm niệm ích kỷ, ác độc. Có thể đằng sau lời khen ngợi tung hô kia là sự ganh tị hơn thua chưa bao giờ tắt. Có thể đằng sau việc giúp đỡ nhiệt tình đó là cả một sự tính toán đầy mưu mô thủ đoạn. Lòng người khó lường như thế, có khi đi hết cả cuộc đời với nhau mà chẳng thể đoán biết được tâm nhau. Khi giao tiếp hay có mối quan hệ với ai, chúng ta luôn luôn muốn biết bản chất thực sự của con người là tốt hay xấu, để biết cách ứng xử, đề phòng. Bởi vậy nên chúng ta có một nhu cầu rất lớn, rất cần thiết, là làm sao biết được bản chất của con người.